Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ai đã vô hiệu hóa chức ủy viên Bộ Chính trị của ông Nguyễn Hòa Bình. Nguyễn Hòa Bình đóng ba vai suốt thời kỳ tố tụng vụ án Hồ Duy Hải. Ông ta vừa là công an, ông ta cũng lại là viện trưởng viện kiểm sát và sau đó chính ông ta cũng là thẩm phán xét xử phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Hành động chấp nhận công an điều tra mua vật chứng từ chợ để ghép tội phạm nhân đã cho thấy con người của Nguyễn Hòa Bình như thế nào. Trắng trợn chà đạp lên luật tố tụng hình sự trước 100 triệu người dân Việt Nam. Con người ông là như thế, nhưng tại đại hội lần thứ 13, người dân nghe tin như sét đánh ngang tai rằng Nguyễn Hòa Bình trúng cử ủy viên Bộ Chính trị. Đây là bước đệm tăng quyền lực rất lớn cho ông Nguyễn Hòa Bình. Và Bộ Chính trị, Nguyễn Hòa Bình sẽ leo lên chức cao, chức mà ông Nguyễn Hòa Bình nhắm đến là chức Phó Thủ tướng Thường trực mà ông Trương Hòa Bình đang nắm giữ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình, một con người xem thường luật pháp mà nắm Phó Thủ tướng Thường trực thì nguy hiểm vô cùng. Đó là điều mà người ta rất lo lắng, không ai làm gì được cả vì chức vụ của ông Nguyễn Hòa Bình là do Bộ Chính trị bổ nhiệm chứ dân không thể nào can thiệp vào được. Trước đây dự kiến ông Nguyễn Hòa Bình sẽ quản lý Bộ Công an và Bộ Tư pháp nếu ông làm Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, cũng nhờ Trương Hòa Bình ngồi lì lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực, nên việc sắp xếp chiếc ghế cho Nguyễn Hòa Bình đã bị kẹt lại. Và vào ngày 26 tháng 7 năm 2021, Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giới thiệu ông Nguyễn Hòa Bình cho chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Như vậy là xem như mọi việc đã an bài. Ông Nguyễn Hòa Bình ngồi lại chiếc ghế cũ, chiếc ghế mà ông đang muốn rũ bỏ nó ra đi nhưng không được. Chẳng có bầu cử nào cả, bầu cử chỉ là vở kịch ngàn tỷ tiền thuế của dân mà thôi. Và việc buộc Nguyễn Hòa Bình ngồi lại chiếc ghế cũ là bởi những lần đấu đá hậu trường. Kẻ làm ác bất chấp thủ đoạn, Nguyễn Hòa Bình đã phải nhận thất bại. Và Nguyễn Hòa Bình, nguyên nhân tại sao lại phải ngồi lại chiếc ghế cũ? Khi đã nhận được chức cao hơn trong đảng, mà khi chuyển qua nhà nước lại không lên chức là một thất bại. Khi ông Nguyễn Hòa Bình vận động để ông vào Bộ Chính trị, ông cũng gặp rất nhiều kẻ thù nên ông bị cản lại ở chiếc ghế cao hơn. Vậy người cản ông Nguyễn Hòa Bình là ai? Câu hỏi được đặt ra trước toàn dân. Không ai khác, chính là ông Phạm Bình Minh. Trước đây, ông Phạm Bình Minh đã thua Trương Hòa Bình, nhưng giờ ông Phạm Bình Minh có thế quá mạnh, không chấp nhận thua Nguyễn Hòa Bình nữa. Việc nội các Phạm Minh Chính bị bóp lại còn 4 ghế Phó Thủ tướng cho thấy rất nhiều thế lực khác đang muốn bóp đường tiến của Nguyễn Hòa Bình. Với dân, Nguyễn Hòa Bình ngồi ở chiếc ghế nào cũng nguy hiểm. Đã là con người bất chấp luật pháp như Nguyễn Hòa Bình thì chỉ có nhà tù mới hợp với vị trí của ông này. Tuy nhiên, ông ta lại ngồi vào chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đây là một chớ trêu mà hàng trăm triệu người dân Việt Nam chỉ biết chống mắt nhìn. Nguyễn Hòa Bình làm quan tòa không vì công lý mà vì mục đích chính trị. Ông ta xét xử án tử hình cho tử tù Hồ Duy Hải là để đẹp lòng thế lực gây tội ác đang giấu mặt trong đảng. Thủ đoạn chính trị mà ông ta dùng mạng dân để đổi lấy sự nghiệp chính trị của mình là như thế. Về luật pháp thì ông Nguyễn Hòa Bình có thể đạp lên được, nhưng về luật nhân quả thì ông Nguyễn Hòa Bình khó mà tránh được hậu quả phải chịu. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh, đối thủ chính trị của ông Nguyễn Hòa Bình. Chiếc ghế chánh án Tòa Nhân dân tối cao là chiếc ghế cao nhất trong ngành tòa án. Tuy nhiên, trong ban bí thư thì đây là chiếc ghế thấp nhất. Ông Nguyễn Hòa Bình đang ngồi trong ban bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, đã hai nhiệm kỳ làm chánh án mà không lên chức thì đủ thấy con người ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không tin Nguyễn Hòa Bình. Thực ra Nguyễn Hòa Bình là con người nguy hiểm. Tuy nhiên, với tầm quyền lực quá lớn như ông Nguyễn Phú Trọng thì có thể ông không thấy sự nguy hiểm của Nguyễn Hòa Bình. Thực tế khi Nguyễn Hòa Bình là ủy viên Trung ương Đảng thì ông đã nguy hiểm rồi. Giờ là ủy viên Bộ Chính trị, nếu giao thêm quyền cho Nguyễn Hòa Bình thì sự nguy hiểm sẽ được nâng cao lên một bậc. Có ngày con người này sẽ lật thủ trưởng của mình mà giành lấy ghế. Vì vậy không ai muốn chứa ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao này nữa. Nhìn bề ngoài, Nguyễn Hòa Bình được cả Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính chèo kéo. Tưởng như con đường quan lộ của Nguyễn Hòa Bình sẽ lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, thực tế thì con đường quan lộ của Nguyễn Hòa Bình không suôn sẻ như người ta vẫn nghĩ. Thực ra, một con người có cái nhìn sâu sắc như ông Nguyễn Phú Trọng
không bao giờ ông lại chọn một con người có khuôn mặt đoàn hậu như ông Nguyễn Hòa Bình. Và những cơ hội vụt tắt vì bản chất phản chắc của ông Nguyễn Hòa Bình đã như thế nào? Thời của Nguyễn Hòa Bình lên mạnh từ lúc Hội nghị Trung ương 15 của Trung ương Đảng khóa 12. Trước thềm đại hội lần thứ 13, lúc đó ông Nguyễn Hòa Bình được ông Nguyễn Phú Trọng ủng hộ vào ghế Ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, khi ông Nguyễn Hòa Bình vào được Bộ Chính trị, thì ông Trọng mới thấy sự nguy hiểm của ông này và tìm cách ghìm ông này lại chức vụ cũ. Sau đại hội lần thứ 13, có tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa ông Nguyễn Hòa Bình ngồi vào chiếc ghế trưởng ban nội chính Trung ương. Nếu ông Nguyễn Hòa Bình mà ngồi vào chiếc ghế này thì như hổ mọc thêm cánh. Lúc đó, dựa vào quyền thanh tra moi móc sai phạm của quan chức, ông Nguyễn Hòa Bình có thể quy tụ về dưới trướng một số thuộc hạ trung thành và loại bỏ nhiều đối thủ. Tuy nhiên, nếu để ông Nguyễn Hòa Bình có quyền như thế, thì có ngày ông ta sẽ soi luôn cả cái sai của ông Nguyễn Phú Trọng và lựa cơ hội nắm thóp tổng bí thư. Vì vậy, vào giờ chót, ông Nguyễn Hòa Bình đã trượt khỏi chiếc ghế quyền lực này. Ông Nguyễn Phú Trọng muốn dùng Phan Đình Trạc cản đường Nguyễn Hòa Bình. Trước đây, việc chọn nhân sự nhưng chưa bổ nhiệm là chắc chắn, vì một khi đại hội đảng đã phân thì quốc hội phải gật. Tuy nhiên, ở đại hội lần thứ 13 lần này, các phe nhóm đấu đá nhau ác liệt nên đến phút thứ 89 vẫn chưa ngã ngũ. Vậy nên, nhiều dự đoán đều có thể sai lệch vì những bàn thắng vào phút chót. Ông Nguyễn Hòa Bình bị vụt mất cơ hội, ngồi với chiếc ghế trưởng ban nội chính cũng là bởi những trường hợp bất ngờ như thế. Và dường như trong trường hợp này, ông Nguyễn Phú Trọng đã nghĩ lại và giật mình với cách dùng người của ông ta trước đó. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính cũng không muốn tiếp nhận Nguyễn Hòa Bình. Sau khi bị trượt cơ hội vào ban nội chính, ông Nguyễn Hòa Bình có cơ hội được bổ nhiệm vào chức Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên, dường như ông Phạm Minh Chính cũng nhìn ra bộ mặt thật của Nguyễn Hòa Bình nên không muốn kéo ông này về. Kẻ có khuôn mặt phản chắc mà dùng thì sẽ rất nguy hiểm, có thể nhận tai họa về sau. Sự vụ án Hồ Duy Hải, Nguyễn Hòa Bình đã gây nên tội ác với bị cáo và gia đình bị cáo. Ngoài ra, ông ta còn gây nên sự phẫn uất của xã hội. Vết nhơ này người dân Việt Nam không bao giờ quên. Và việc ông Nguyễn Hòa Bình bị đì lại chiếc ghế cũ cũng phần nào làm nhiều người hả dạ. Tuy nhiên, cán cân công lý vẫn đang còn nằm trong tay ông này, nên rất có thể trong năm tới, ông ta sẽ gây oan khuất cho rất nhiều người. Và ai đã vô hiệu hóa chức Ủy viên Bộ Chính trị của Nguyễn Hòa Bình là câu hỏi cũng được đặt ra. Chức Ủy viên Bộ Chính trị mà bị nhốt ở chiếc ghế dành cho Ủy viên Trung ương Đảng thì đây xem như là cách vô hiệu hóa chức Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Hòa Bình đã bị vô hiệu hóa chức Ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ai làm chuyện này là điều mà nhiều người đang rất quan tâm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang đì ông Nguyễn Hòa Bình. Trường hợp ông Nguyễn Hòa Bình vào Ủy viên Bộ Chính trị rồi ngồi lại chức vụ cũ chính là trường hợp tạo sai lầm mà kịp sửa sai của ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông Trọng không kéo ông Nguyễn Phú Trọng Nghĩa từ quân đội về làm trưởng ban tuyên giáo Trung ương, thì ông Nguyễn Hòa Bình có khoảng trống để chám vào chiếc ghế dành cho Ủy viên Bộ Chính trị. Theo một số nguồn tin nội bộ cho biết, vì đã lỡ đưa Nguyễn Hòa Bình vào Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng mới cất nhắc ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng ban tuyên giáo như là giải pháp khôn ngoan để bịt đường tiến của Nguyễn Hòa Bình. Nhìn thấy Nguyễn Phú Trọng không tin dùng Nguyễn Hòa Bình nên Phạm Minh Chính cũng vậy. Và đó cũng là lý do mà Nguyễn Hòa Bình bị đì lại chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ 3 ngày 27 tháng 7 năm 2021 với bản tin Ai đã vô hiệu hóa chức Ủy viên Bộ Chính trị của Nguyễn Hòa Bình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de